Ủa tụi em là dạy cấp mà cấp tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Cấp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học giỏi hơn nên dạy lớp 2 thôi. Dạ không, dạ không. Chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thì mới xanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu, chồng khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự nâng nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất là giận. À, Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi, em cũng là giáo viên. Tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa tụi em là dạy cấp mà dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Trời ơi. Như vậy là hai em là chắc là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ là dạ. Tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, dạ cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á. Tụi em học thể dục. Thì em để ý ở trong lớp á thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à, đi học thể dục mà mang ra giày cao một khúc vậy nè. Rồi, người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ở ban đầu. Đi quấn cao gót mà nhoi nó là mỏi giò dữ lắm. Nhoi là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà ăn chút, cho nên mới mang dép cao gót. Ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ, mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp. Cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á. Rồi cái ổng xung phong ổng viết. Đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ông đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm. Giờ em nuôi mới được vậy. Như vậy là cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp về hình thức với nhau đúng không? Đó. Ông này thì thấy bà này nhoi, ông này thì thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh. Một chữ ganh bự thì là mình đúng không? Thì bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua cậu? Lúc trước á thì em á thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa á, thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh, em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng, vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ hả? Dạ. Cổ vũ đâu la mắng. Bữa đó có đi cú cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi, không có đi cú cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Nghe mỗi lần ghi điểm. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình rồi. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái ổng rủ đi coi. Rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ thì em la làm sao đâu, thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên là cổ động viên, còn đây là la. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không người hiểm, hú 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 lên vậy đó. Thương ơi cố lên, Thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Dạ trời ơi dễ rồi mà em đã có cảm tình rồi. Dạ cho nên chắc chắn là đi yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng phẳng không? Dạ không, tụi em chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay không lẽ 5 lần tiếng rưỡi
Nhưng mà lý do gì ạ? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi à. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó, cái đâm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa. Cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau. Chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, à cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ. Ừ, còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi đánh bóng chuyền để xả stress. Còn mẹ thì vừa chăm cháu vừa làm việc nhà này nọ cho nên mẹ cũng stress. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn. Rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc mà kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ. Cuối cùng mới được 2 tiếng kết thúc đó. Cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á. Nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em. Đúng không? Dạ. Đó, như con ruột nghe, vậy nghe đó. Nghe nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng hơn, không có bên em. Vậy tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại à, mẹ lại ôm mẹ, nhõng nhẽo, nói đeo theo, chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi, ginh mẹ em lên luôn á. Kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ xong cái bé Tuyết nó giận con. Dạ đúng rồi. Và nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm hai đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu, và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Con yêu bé Tiết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tiết lắm. Con yêu bé Tiết nhiều lắm. Rồi cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy hả? Ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá rồi. Dạ. Thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại. Ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chúc ngủ ngon, chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ. Còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, em phải đi năn nỉ lại. Cái đó do em lầy quá, người ta lầy lại. Không mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi vợ. Dạ. Vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên nói chị vậy? Hình như cái đó bà vợ nào cũng thích được. Không cái tật đó. Bà vợ nào cũng có tật hết trơn á. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa.
Trời ơi, tự nhiên tả chị Vân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Đó. À. Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị là cho. Rồi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Thường lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đó. Dạ đúng. Dạ. Đó, biết ngay mà. Chuyện phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ cứ giận Phong Long vậy đó. Ờ giận. Ờ tự nhiên buồn suy nghĩ. Đúng. Sao mình không bằng trái banh gì vậy? Đúng rồi. Đúng không? Trời ơi bây giờ đẹp trái banh. Ờ buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận mà cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi nhận xong rồi giận tiếp. Còn cái tật mà mê tiền thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Ừ, chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Ừ. Mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em dạ. Quá tuyệt vời luôn, vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi, là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận Phong Long vô cớ, đúng không? Dạ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. À. Em bớt cái này cái kia nó bớt tiền. Chắc chắn luôn. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó tỷ lệ thuận đó. À. À, thay đổi chút xíu nghe. Dạ. Rồi, dạ. Chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương Hoài như thế này. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi đó, chồng quá là dễ thương. Trời ơi, còn đứng lên em nhận tiền. Ôi, cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi. Ôi dễ thương quá. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Trời ơi, cảm động. Rồi, xin hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Phạm Quỳnh Tấn Phát, năm nay em 29 tuổi, em là phó chỉ huy quân sự phường. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Phương Thùy, năm nay em 24 tuổi, em làm giáo viên âm nhạc cấp 2. Một người thì làm giáo viên âm nhạc, chắc có lẽ là đang luyện thanh và anh chỉ huy anh đang đi ngang nhà, anh nghe và anh vô anh cua, đúng không? Dạ không ạ, cái cuộc gặp gỡ của tụi em rất là tình cờ và bất ngờ lắm. Em trai của vợ em á là tham gia lực lượng dân quân, em là chỉ huy của em trai vợ em. Thì em cũng là tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thì trước khi em lên đường á thì cũng có mời em là chỉ huy xuống nhà rồi dùng bữa cơm trước Tết trước khi em lên đường. Rồi thì cũng vô tình gặp được vợ em. Đi ngang qua lúc đó cũng mặc cái quần đùi, rồi chân cũng quá dài đi. Em mới thấy vậy mới phát ngôn lên là chân dài dưới ta. Thì vợ em mới thấy vậy quay qua liếc em. Anh này vừa vô duyên mà vừa xấu mà còn hay để ý nữa. Em thấy là khó chịu rồi đó. Vậy thì cái ấn tượng ban đầu tức nghĩa của em là về cặp chân của này. Dạ. Nghĩa là ấn tượng đẹp đúng không? Dạ dạ. Còn ấn tượng của em á về anh này á là ấn tượng xấu rồi ông này. Vừa xấu trong mà xấu ngoài nữa, có nghĩa là nhìn vô ổng là thấy ổng xấu nhất nhì Đông Nam Á rồi chị. Còn không biết. Rồi bây giờ cuối cùng là ai là người để ý ai trước tiên? Em để ý vợ em. Thì trước khi về thì em mới đại diện cho nhóm thì là ra chúc Tết người lớn trong gia đình, thì có mẹ vợ em. Thì lúc đó em kêu đại làm má luôn, ban vô làm liều luôn. Cái chúc Tết xong rồi cái má ấy lì xì, nói thôi giờ má khỏi lì xì con, má lì xì con số điện thoại cho con gái má đi. Thấy cái bộ chuyện tình của tụi em cũng khá suôn sẻ ha. Dạ. Bao lâu thì làm đám cưới? Khoảng 1 năm rưỡi. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ mới được 6 tháng thôi anh. Vậy thì hai bạn cưới nhau thì có gì đêm tân hôn vui không? Đó, đó khai luôn cho rồi đi. Trước lúc cưới thì em cũng chuẩn bị phòng ốc đồ, mình chờ cái đêm đó cũng lâu lắm rồi. Đêm tân hôn thì như anh chị biết á là ảnh là chỉ huy rồi, là ảnh đi kêu nằm xuống. Trời, chỉ huy chuyện đó luôn hả? Dạ. Xích vô. Nằm xích vô. Trời ơi, tao nói làm chuyện ấy mà ra khẩu lệnh chứ. Rồi. Giận chút. Giận chút.
Sao mình hồi sao? Rồi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng mà có suôn sẻ không? Ban đầu thì gặp trục trặc một chút vì chưa có ai hiểu ai hết. Muốn nói nghe nè, sao ở ngoài bên ngoài á là tại vì do công việc của bạn thì bạn vậy, sao về nhà không xả đi, không xả mà lãng mạn chút xíu đi mà em thì cũng muốn lãng mạn lắm nhưng mà nhiều lúc nghĩ đó mấy nói mấy cái câu mà lãng mạn nó không được. Ví dụ như việc làm á thì em làm được, còn mà lời nói thì em nói không được. Không, bây giờ chị chỉ em cách này. Ngày hôm nay ở đây em làm sao để vợ em cảm nhận được rằng á là em yêu vợ em vô cùng. Mắc dạ, cỡ mọi người ở đây cho em tràng pháo tay để lấy tự tin nha. Cá liền, cá liền. Giờ dạ đứng lên đi, anh phá lại em bữa. Đúng rồi, hay quá. Hôm nay trước mặt chị Hùng Vân, anh Quốc Thượng và khán giả cũng như chương trình, anh xin lỗi em vì nào giờ chưa nói được lời yêu em. Anh rất là yêu em. Trời ơi, hay quá. Ngồi nói nghe nè, em trẻ, tươi, xinh như hoa vậy, ổng có ghen không? Dạ không. Không ghen. Em ghen ngược lại. Ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Sao nhiều cái cặp này vui quá ha. Ghen gì? Ổng đi làm trong cái môi trường của ổng, cái đàn ông không mà em ghen gì? À, ảnh làm trong môi trường của ảnh nhưng mà khi mà ra ngoài thì rất là nhiều con gái bu quanh ảnh. Em không biết ảnh bị gì mà người ta bu dữ nữa. Có không? Dạ cũng có. Dạ trước lúc cưới á thì em có một nhóm em lận. Em gái không mà thì cũng hay đi chơi. Rồi sau này cái gặp tụi nó thì lúc quen vợ rồi cưới nữa thì cũng ít gặp. Tụi nó mừng quá thì mới gặp lại anh Phát, lâu ngày mới gặp anh. Thì chạy tới rồi nắm tay, nắm chân rồi ôm này nọ mà vợ mình đứng kế bên nữa. Không phải là người ta chạy tới ôm ảnh mà là ảnh chủ động. Cứ vậy nè, đưa tay đây nắm coi. Lại đây ôm coi, đó vậy đó. Có vợ mình đó luôn. Dạ. Tức là lần đầu tiên gặp là làm vậy, rồi lần thứ hai có làm vậy nữa không? Dạ, lần thứ hai thì không có làm, nhưng mà em thì em cứ nghĩ tới cái hình ảnh đầu tiên em thấy là như vậy. Nên em cứ để nhưng mà lòng. Cái chuyện đó nó cứ xảy ra liên tục không? Cũng có, nhưng mà với người này người khác. Có lần nào mà nó thân tình hơn nữa không? Dạ có. Hôm đó là đi Vũng Tàu chung với một nhóm em thì em trong gái. Đó dạ bạn trai cũng có, nhưng mà bé gái đó thì nó đang ngồi ở trên cái giường. Em thì ngồi kế bên, ở chính giữa có cái khe. Cái ảnh đâu chạy vô. Anh nói, tối nay anh ngủ giữa hai đứa, ảnh chạy vô, anh nằm chính giữa. Quay qua thì thấy ảnh với em bé này đang nằm. Thì em thấy kỳ quá. Em mới sẵn đứng dậy, em vô toilet. Ngồi ở ngoài này không làm gì? Nghĩ là có vấn đề rồi. Em mới chạy vô giải thích với vợ. Nói cái chuyện đó là không có gì đâu. Anh với con bé đó như là anh em kết nghĩa vậy đó. Thân nhau lắm, anh em ruột thịt chứ không có bao giờ mà có chuyện đó. Nếu mà anh có cái gì đó thì không bao giờ anh làm trước mặt em. Em thì không tin vậy. Nhưng em... mà tôi cũng đang suy nghĩ tại sao ở bên này không nằm mà lại nằm ở chính giữa. Nữ một bên là vợ, một bên là em gái. Thôi chứ em cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng mà em cũng biết là trước khi mà quen em thì ảnh chở cái bé em gái đó đi chơi. Những khi mà bồ bé đó không có chở bé đi được là ảnh chở. Đến mức mà đi ăn một quán bánh mì mà cái bà bánh mì đó tưởng là ảnh với bé đó là bồ của nhau. Đến khi mà quen em thì kể cho em nghe. Thì em nghĩ cái chuyện đó chưa có đến nỗi nào. Cho tới lúc mà em thấy được cái cảnh đó em nghĩ là chắc trước đây có cái gì rồi, nên ảnh mới tự nhiên tới như vậy. Tại vì bạn trai của con bé đó là cũng là anh kết nghĩa của em. Rồi con bé đó cũng là em kết nghĩa. Ba anh em thân nhau lắm. Nhưng mà vợ thì mới vô thì không biết. Về cứ cằn nhằn em mấy bữa liền. Khó chịu còn chết. Bây giờ em vẫn còn khó chịu. Dạ em vẫn còn. Tới bây giờ em vẫn còn khó chịu. Dạ khó chịu bởi vì lúc mà ảnh tranh luận với em cái vấn đề đó, ảnh có đưa cái tay lên ảnh làm như vậy nè. Em mà nói tiếng nữa là ảnh tán em đó. Có bao giờ em bị ảnh tán chưa? Em thách ảnh, anh quýnh em đi. Mà ảnh không quýnh. Nhưng mà em tranh luận cách của em như thế nào? Em nói với ảnh là nếu mà anh với cái chị đó có như thế nào thì mới thân mật đến như vậy chứ. Tại vì trước giờ anh với chị đó có chở nhau đi chơi, em cũng không thấy được cái hình ảnh đó. Nên bây giờ cái ấn tượng đầu tiên là em chỉ nhớ mãi thôi. Còn nếu mà anh muốn em hiểu rõ hơn thì anh phải cho em thời gian. Hoặc là mối quan hệ của anh với chị đó phải xa xa một chút, để em có thấy được cái sự thật lòng của anh đối với em trong đó. Nhưng mà ảnh nói thì ảnh toàn nói cái suy nghĩ của ảnh nè. Ảnh bác bỏ cái suy nghĩ của em đi. Tức là em biết là chồng em đến với em á là khi mà chồng em còn trinh nguyên không? Anh có biết điều đó không?
Dạ biết. Trong đầu em thì em lại nghĩ rằng chồng em với cô kia là có vấn đề gì rồi. Dạ. Nó là mâu thuẫn không? Dạ, trinh nguyên khác mà còn cái vấn đề gì là em nghĩ chắc cũng hung hay là cũng ôm vậy đó. Tức là không có muốn chồng mình đụng vô bất cứ một người con gái nào ngoài mình, cho dù đó là tình cảm gì đi chăng nữa. Dạ, trong cái câu cũng không này, có đến mức đó. Thực ra chị thấy như vậy, ông xã chị cũng có những cái mối quan hệ như vậy, có những cô em gái. Đó là những mối quan hệ xã hội mà mình không thể không có được, nhất là với cái công việc nghề nghiệp của chồng em. Nếu như chồng em có chuyện gì với cô đó thì nó đã có rồi, nhưng rõ ràng khi chồng em đến với em là không có. Giống như bây giờ tất cả những mối quan hệ của ông xã chị với những người em gái, mà rõ ràng nếu mình mở cái lòng mình ra thì mình sẽ thấy đó là tình cảm anh em. Nhưng mà nếu mình không mở lòng thì mình sẽ thấy khó chịu, đó là cái khó chịu bản năng. Nhưng em phải có một chút lý trí trong cái việc này, em hiểu gì không? Còn về phần em, để tạo lòng tin với vợ em, em gái là phải ra em gái. Hồi lúc em chưa có vợ không sao hết, nhưng khi đã có vợ rồi, mình phải ý tứ trong cái mối quan hệ của mình. Cái đó phải rõ ràng. Mà ông xã chị tuyệt vời trong chuyện đó. Bằng kinh nghiệm của chị truyền cái kinh nghiệm của chị cho em. Và bây giờ cái mối quan hệ của những cô em đó đối với chị vô cùng tốt. Đó, thì chị chỉ mong rằng là hai bạn cố gắng làm cái điều đó. Đó là cái lời gọi là chia sẻ chân thành nhất bằng cái kinh nghiệm của chị. Nghĩa là một bên mở, một bên đóng. Đóng chút xíu, mở chút xíu, đúng không? Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Em song sinh hay gì? Giống giống nè chị ha. Để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. À, khoan khoan, mình nói lớn lên. Ừ. Kim Anh vẫn ấy á, vẫn bị nhỏ quá đó Kim Anh. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ, rồi là còn chọc hai người này nữa. À. Chọc hai người này hai anh em đó. Rồi, hai. Lại nè. Ba. Dạ con chào em chào, anh chào chị Ba. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. À, con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xin em mà xin con hoài. Chị mà xin con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Dạ. Rồi. Hai ba, bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở bên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc? Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Ừ, rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy rau? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó. Chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Thì ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Ở vậy nghe thùy mị nhẹ nhàng thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bánh râu. Em ở bên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cơ? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Dạ. Ủa cái nước giặt xả nó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy. Có không? Dạ, đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu IT hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Thì em tặng cho chị ông Vân nữa thôi, có người thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ của mình. Đối thủ mình đó. Đấy rồi. Nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh. Còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nạ thôi. Dạ. Mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm. Còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, đúng không? Giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền.
Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền mua thì sao? Mua thì mua nghe. Ai mua thì bán, ai xin mua thì bán, ai trả tiền thì ai xin thì cho. Xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng mình không? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á mình có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền á. Hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Xem nó nhậu sẽ sai sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng nào bán ế lắm. Không có lấy tiền. Ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống. Kéo cái này rồi. Ok rồi, bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống và đúng dẫn đi tán gái đi tán qua mùa mưa ấy anh mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà đâu biết đâu à, rồi dẫn xuống quê em, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nhưng mà thì tóc có tóc không, có tóc có lâu không, có tiêu tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy hôm nay. Đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ông vô nhà ông cười đấy. Ông cười ấn tượng cái nụ cười của ông ấy. Xong rồi là ông thật thà. Thằng em đi đọc kênh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn. Cho miếng ăn vậy, ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Bánh ống á. À cái bánh đó, vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Cái đó dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là thật nhất á. Coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mắc mệt á. Rồi ông ăn, ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn của nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái thì chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh của em ruột rồi giờ. Nó ngồi nó làm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều, xin nhiều ông em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là bảo là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cua thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mấy đầu là mang tâm chỉ là đi mấy ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á. Ở kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Vậy cái cách ông cua gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh đó, mình thấy và chắc được. Ủa bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình á. Còn ban đầu thì đâu khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó đâu, nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu, là mình là chắc tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của đâu, từ ngày nào cũng đen, ngày nào cũng đen lên hết vậy đó hả? Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Đúng không? Tức là lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông ai vậy thôi, ông cũng có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến để mà ông nhìn cặp răng khểnh đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè. Đó sao? Không nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như
em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á, là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo của Hà Nội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy đâu nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi, em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc tọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên còn biết là hồi trẻ trẻ gọi là chủ nhi ấy, mình cũng nghịch à, thích thể hiện. Dạ đúng kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy, và là thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen đó, là cấm đâu cho quen cũng đúng thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà làm sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy, bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bù đời. Dẫn nó bỏ đi cả tháng chờ, được tháng không ta? Không, được mấy tuần á? Mấy tuần nó đầu đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gả tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện, và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về, xong rồi bảo cái tưởng là con đi chơi, bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba mẹ ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính chỗ ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, bà sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông phải thôi, vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, chị không có nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ. Là ra sự cố mẹ muốn là cái đó là hả? Trời, tôi tưởng nó cái vụ kia. Rồi xong rồi. Bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em định về đúng không? Về xong rồi ba thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy, xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ. Mà bên đạo á, mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ, nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tay bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nheo lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá. Ở trong ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn có chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó nhé. Không. Là trong nhà trong xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong mấy là xong đó. Rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền rồi, mà đã vì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài? Rồi hẹn hò cà phê thì sao? Đó. Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty, cũng có bạn bè thì ghé mấy thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm Việt Nam. Lúc đó em làm gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn chưa, đúng chưa, không? Chưa, chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè. Đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới sau. Là phải sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bắn thịt heo trước, bắn thịt heo bể lợn Bình Giang, Bình Dương, xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn hả? Đó là năm 2008 2009 gì luôn. Sao đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm mấy xã bên đến 7 đông lắm. Rồi em sao? Sao? Thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ tao địa đó, tụi bay tốt nhất gì ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé.
nó không nghe anh lì lắm. Lúc đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không chỉ nói là đừng có ghé tụi bay, bà con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Xong bắt đầu nó nghe rồi hẹn nó đợi cái ngày mà thường ở dưới quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy, mình ngồi gần cái đó mình thân mật tí xíu là bên kia tự động ra. À, có nghĩa là em dẹp lọ bằng cách đó đúng không? Dẹp lọ ở đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi, nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Đúng, đúng, đúng. Nó đi đâu cứ cầm theo gì là cái hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra. Có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay tụi đó tụi đó là đó. Chứ không hề gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ổng tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn. Không, không có. Em còn có được chiếc khăn tay. Không tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á. Không mua lấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi luôn. Không tặng không xong rồi tặng. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Đó. Ừ. Thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu gọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, ông tức quá. Có giằng mặt không? Dạ. Có giằng mặt em không? Tớt thôi. Nhưng không làm được gì. Tớt không làm được gì. Tay anh có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn đó. Tớt à. Bông này xấu quá, quất đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá, rồi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết, là nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu sanh là tự nuôi tại vì có thai trước, gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da. Lúc đấy là không có tiền, bán bông tai cái bé, xong rồi bán cái tiền, bé đi hết cho nhận cưới. Chưa, nhận cưới chưa. Xong rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ như quê mang tiếng cho bố mẹ này, không giấu, lúc đẻ giấu, không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết, bây giờ không đủ tiền nữa, gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên, xong rồi thôi là đi về, rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm công trình gì đó. Đúng rồi, Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau rồi, giống như mình được mấy tháng anh bị người ta tai nạn chết rồi, được khoảng mấy tháng ấy, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng ấy, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, ông được đề nó tông người ta, tông người ta lại bị tai nạn nữa, tai nạn giao thông người ta chết, là mình bị tai nạn chứ đâu? Dạ, ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, người ta tông rồi mất, sống thì mình phụ phần lại cho người ta, người ta nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi, và thậm chí là ly thân, đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào? Mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không à? Ăn chơi. Nhậu nhạc chơi bời tứ đồ trường. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Là bao nhiêu, tiền là em đổi được? Làm được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vui. Vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu là mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con không, chưa làm gì đâu, thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Rồi bao không nhiêu có tiền là không đó? Có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm. Chị Hồng Vân nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại, xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bể lợn bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bể thịt lợn bên Bình Dương là bể buôn bán thịt heo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa, ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa, vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, tầm 10 năm nay, 7-8 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do gì mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à? Và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Hồi suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là đâu có nhà cửa đâu bán.
Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng giá hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế là em thu nhập tiếp người uy tín là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà tao làm ăn được phải trả, bây giờ đòi tao bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau và đến ngày em kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Cái đó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu nó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn, mình hình nhìn lại nào cho mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn cái 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Yeah. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi, từ cái hôm Trần Thu Bạc em thay đổi á. Cái 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng như đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ không phải là cho em cho rau đấy dân ở đấy đó là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ ngày là tuần nào như đều là nắng. Em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha. Dạ. Anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn. Dạ. Em đang mắc nợ. Dạ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời. Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Dạ. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 triệu thì đấy. Còn nếu ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi là cái tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 triệu thì rồi bắt đầu quyết định đến là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, giống được quá là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền thì ăn chơi nó gấp 3 nhiêu lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè, ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ, thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Đúng nó không? Cũng nhiều yếu tố đó, mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung là những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ chứ không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi là dành thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ mình kêu mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ chứ thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không, em trong cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau anh Triệu Bình ơi, anh có thể biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua được khuôn lên khuôn xuống mà vất vả rồi, được bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng đó. Cắm đồ vào làm là quên đi. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó, cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này kia đó, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn tiền ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10-12 năm làm được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi suy nghĩ lại cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á với lại là cái việc mà kinh doanh rau á là do là sau này em mới nghĩ tới, hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình à? Cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau và cho rau luôn à? Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, đâu đâu cũng mua rau cho mấy thằng ở sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn là kiểu mày ăn nhậu suốt làm gì đấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à? Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau là đợt đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, bể nợ về Biên Hòa không còn con đường nào để đi nữa rồi.
thằng bạn của em ở GS nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi vòng vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Đi bán rau vòng 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 sáu. Cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Vốn ít. Chịu khó thì mới. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 7:30-8 giờ tối em ra em bán 20-30 ngàn em bán về. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Là... Chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó công an thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyển qua chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Không, em danh chuôn lắm. Nhưng mà bây giờ thì, thôi bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đi chị. Đúng rồi, chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2. Chương 2 mà chồng có xe bờ ông Son nhiều rồi, đúng không? Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích, đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ. Đó, thôi giờ em đó. Chồng ấy, đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tà quy chánh rồi. Đó, bây giờ mày có nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Còn em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này cháu thay đổi ra không còn không, gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như là tổ nhắn cục càng không được, dạng như là không được mềm nhẹ nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bực lắm, cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm này có 1-2 lần à. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Không phải thương đâu mà chọi đâu cái chén nó cho cái nồi vào đầu thì sao dám ấy. Mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Cái nồi đó. Ủa rồi, ôi, thế gặp tấm đùa là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ. Đấy, bí đỏ. Không lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó không biết nó quá sự thật. Mà nghe thì nó nóng lắm, nóng với chồng đó. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy. Ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không còn. Gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn nhiều, để yên được á. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Thế em đừng có bị hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết, hên xui. Thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó, tặng một bó đúng không? Chết dở đi. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi lấy tiền. Đẹp, hỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi, em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa rồi tán rồi, em là ngon luôn đi. Ngon với. Ủa rồi cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà giờ rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Con không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Ghen, có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Không có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát đi nhậu nhẹt hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá, em tát cho một tát. Tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tại karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Nhưng mà vợ gọi thì không thèm bắt máy, vợ tức quá, vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn, thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. ông coi như lặng thinh luôn á. Nặng ơi, đứng hình luôn, đứng hình luôn. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó, em đi nào đâu đi hát ok, mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này, hát uống bia chung á. Vô vợ làm cái tan và choáng váng luôn, cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Tao uống hết ly bia cho nó đỡ quê. Đỡ quê. Đỡ nhục. Lính giỏi chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Tối hôm đó có gây lộn không? Có tớp nhưng mà con biết ổng xìn rồi, thôi ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi rồi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tật vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí, gọi là lãng mạn với vợ tí.
ông không nắng mạng đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên á, tự nhiên ngày nào đó mà nhìn Minh á, Minh suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ á người ta làm giỏ hoa, Minh làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Thấy cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó Minh. Là chị nói là ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha. Làm gương mặt đại diện luôn. Cái giỏ rau củ mà tặng. Ô hot đó nghe. Được chưa, con này cái bông lờ với này, này ớt với này ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng cái gì. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng bằng đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu lại là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau và các loại làm cho đẹp đẹp phải không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất đó Minh. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi ngày một loại đó Minh. Không cần thêm nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn nha. Rồi. Bây giờ tới Minh đó. Sao? Em vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu của nó. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dạy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu, mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Ăn bí đỏ của tôi sao mấy bà biết được rồi. Đúng không? Hơn vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì nâu nâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng chửi có, cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý còn gì nữa. Một phát mà coi như thép mà mình chối. Nghe cái chát mà rồi nín áp âm thanh phòng luôn. Một phát thằng tay luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy hôm sau em lấy tiền bo sao. Để em đi nghe em về đi, hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ là kia, ăn nó nóng thì nhận đi lúc ăn hết nóng này nói này cũng được. Chứ đừng chưa trước mặt em bốc mọi người nói là kia nó bắt hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng, đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó bắt hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì có mừng. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hoàng Anh. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi karaoke xả chét ấy. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện. Còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình. Có người này người kia mới vui, còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ với mấy thằng phô bài kia đi nó tầm tầm. Hồi xưa là chưa thay đổi là mấy điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài mà mấy năm nay thì 5-7 tháng, 5-2 năm đi lần. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì đấy, 8 đến 10 năm rồi. Rồi bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đâu là thế lại, anh ấy lại xuống tóc nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo rồi. Râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy. Có nghĩa là anh tu luôn đó. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Minh phải để em râu thì mới đẹp. Nghe. Phải để em râu mới đẹp. Không nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy 40 tuổi là Minh ăn chơi nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó đấy, giữ gìn sức khỏe xong rồi á là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa
đã có nước rửa xả giặt xả Minh Râu rồi, bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer thì quà gift, tặng gift. Gift, ví dụ vậy, gift gift đúng không, gift, gift Minh Râu rồi á, là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó vụ mình... đó chị thấy quá hay luôn á. Thì chị thấy quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà, thì cái dự án này hay là cái thứ là thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm bán dính tiền bán rau bán dính ra đó. Cái bé bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được ba đứa. Ba đứa rồi. Thôi thôi đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau đi chơi, đi hưởng thụ đó, rồi làm công công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc lúc trẻ đúng luôn ha. Đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy. Con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này, vì thế như vậy con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại. Mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, xong rồi thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi. Con mua hành quà đây cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Mình thấy cái đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra mạn, như thế này chưa lãng mạn, đúng đó. Chúc mừng em vì có được một người chồng. Đó thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi, hàng độc thay đổi, và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn, và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó, chị hơi cái nóng tiếng đi dạ, nhá. Thôi thì bớt nóng đi nhá, thôi thì thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói một lời ngọt ngào với vợ đó, cái ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở bạn ở đây được không, và lưu lại luôn đó, sau đó nó nhỏ nó lớn lên nó là nó coi được đó, đúng anh không? Nó thể hiện tình cảm rồi, rồi đứng lên rồi. Đi một lời nói gì hết sức là lãng mạn phải nói trong vòng 2 phút chắc cũng chưa, từ 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 rồi cũng 17 năm nay, 16-17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Thôi hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới, và hôm nay vợ chồng mình gọi như là cố gắng thì nhau mà thay đổi tí xíu để nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng bày tỏ không? Đi chứ, vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con. Rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, nói chung là biết lo cho vợ con, lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Đâu mình nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi, tụi nó không có hùng môn, tao tao ghét quá, dễ thương lại lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Trời ơi, thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái sự, với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa, và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa, để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai bạn nhiều nha.